Hôm nay cậu quay chi tiết cái trục đường đôi, đường 25m, trục đường đôi nối từ khu C Gelasenko sang khu D. Để chị và bạn hình dung ra cái trục đường đôi này, thì cụ thể là giá chi tiết ở cái trục đường đôi này, các bất động sản ở hai bên đường này là giá bao nhiêu tiền nhé. Xin mời anh chị và bạn cùng theo dõi video này. Vâng, anh chị và các bạn quan sát thấy đây là cái trục đường đôi có cái chiều rộng là 25m và những căn nhà liền kề ở hai bên trục đường đôi này thì có diện tích là 114m² với cái mặt tiền 6m, xây dựng là 4 tầng. Thì tại cái thời điểm hiện tại bây giờ là tháng 4 năm 2023 thì cái mức giá giao dịch chuyển nhượng tại cái mặt đường đôi như thế này đang có giá từ 110 đến 120 triệu trên 1m², tùy từng vị trí, tùy từng mức độ cần thiết phải bán của chủ nhà hay không và mức độ thiện chí của người mua. Thì cái mức giao dịch đo lường trong thời gian gần đây đang có cái giá từ 101 đến 120 trên 1m². Cái trục này thì cũng chỉ có 5, 7, 10 nhà là đã chuyển về đây ở, cũng như là một vài cái cửa hàng đang kinh doanh thuê ở đây. Giá thuê trung bình ở đây với một căn liền kề như thế này, mặt tiền 6m, diện tích 114m, là từ 12 triệu đến 15 triệu giá nhà thô đối với cái trục này. Giá nhà hoàn thiện thì từ 18 triệu đến 25 triệu, cũng tùy theo cái mức độ hoàn thiện, giá thuê có thể linh động lên hoặc xuống một chút. Anh chị và các bạn đánh giá thế nào về cái giá bất động sản tại cái trục đường đôi này, giá hiện tại thời điểm này, và liệu rằng cái giá 101, 102 này bao nhiêu lâu nữa thì mức độ kéo dân cũng như là giá trị bất động sản ở đây có thể cán lên được mức giá khoảng 150 triệu như kỳ vọng của một số anh chị đã đầu tư ở khu vực này hay không? Anh chị có thể comment cái ý kiến xuống bên dưới video này nhé. Và đây là hết cái phân khu C rồi. Chúng ta đi qua mặt đường Lê Trọng Tấn và nối sang cái phân khu D. Hai cái cổng C và cổng D, đây là cổng số 1 của khu C. Và chúng ta đi sang bên này sẽ là cổng số 1 của khu D. Thì hai chiếc cổng này sẽ đối diện nhau qua mặt đường Lê Trọng Tấn. Vâng, đây là vào phân khu D. Thì sang đến phân khu D này, cái giá bất động sản hầu hết được mọi người đánh giá là nó sẽ thấp hơn phân khu C một chút. Và cá nhân tôi cũng đồng ý cái quan điểm như vậy. Có lẽ cái sự liền khối của bên khu C bám theo mấy khu đô thị Dương Nội, An Hưng, Louis City, và có cái điểm nhấn là đại siêu thị Eumon ở đấy, thì giá bất động sản bên đó nó cao hơn một chút, theo tôi nghĩ là hợp lý. Với cái giá ở bên này cũng là trục đường đôi 25m, thì giá bên khu D đang dao động từ 95 triệu đến 110 triệu trên 1m² đối với những căn nhà 114m, mặt tiền 6m ở hai bên trục đường đôi như này. Thì cũng rất nhiều anh chị đã đầu tư thì cho rằng thực ra cách một con đường Lê Trọng Tấn sang bên khu này giá rẻ hơn được 5 giá, 10 giá thì họ sẽ lựa chọn bên này hơn. Và cũng có một vài anh chị nhận định cũng như là biết được rằng khu này cái quỹ đất ở đây so với mấy cái độ sạch so với khu C thì bên này trước kia thì cũng nhiều ngôi mộ hơn. Tuy nhiên thì cũng được chủ đầu tư di rời đi. Và cái việc mà những ngôi mộ còn sót lại ở dưới lòng đất thì tôi cũng không biết chắc là có còn hay không, và còn nhiều ít thì cũng không thể biết được. Tuy nhiên ở khu này thì đã có dân cư về ở rồi, và tôi nghĩ rằng chỉ một thời gian nữa thôi thì cũng kéo được rất nhiều dân về đây ở cũng như là hoạt động kinh doanh ở đây. Quan điểm của chị như nào? Hãy bình luận xuống bên dưới video này nhé, để chúng ta cùng giao lưu.